Chào các bạn, hôm nay Vườn Ươm Hải Đăng sẽ giới thiệu với các bạn về đặc điểm cũng như là năng suất của giống cây mít Thái siêu sớm. Thì cái mít Thái siêu sớm là giống mít ngoại nhập được du nhập vào Việt Nam qua con đường sách tay, được trồng nhiều ở các tỉnh miền Nam từ vài năm nay, nhưng với cái ưu điểm như là thời gian cho thu hoạch nhanh, năng suất cao, múi mọng, giòn ngọt, đặc biệt là cây trồng phù hợp với vùng đất đồi. Cho nên cây mít Thái Lan siêu sớm đang được nhiều bà con nông dân và các nhà vườn ở miền Bắc tìm mua. Thì mít Thái siêu sớm có khả năng cho trái rất sớm và đậu trái quanh năm. Từ khi trồng đến 10 tháng đã có khả năng ra hoa đậu trái. Như vậy thì chỉ có từ 12 đến 15 tháng sau khi trồng là đã có mít ăn. Cây 15 tuổi mặc dù trái ra nhiều nhưng cần tỉa bỏ, chỉ để lại một trái cây để cho không mất sức và trái nó được to. Khi thu hoạch trái xong, cây lại tiếp tục ra hoa và đậu trái và ta lại tỉa bỏ, chỉ chừa lại một trái. Như vậy trong năm đầu thì cho trái ta đã thu được hai trái. Vì là mít tơ lên trái chưa to, chỉ từ 7 đến 10 kg. Năm kế tiếp chừa lại hai trái một lứa, ta thu hoạch được 4 trái. Lúc này trọng lượng trái có thể lên được 10 kg. Năm thứ ba ta để 3 trái một lứa và một năm hai lứa ta sẽ được 6 trái, và như thế có thể thu được trên 70 kg mít. Điều cần quan tâm là các trái ở đầu ngọn cành, phía cao trên thân cây đều tỉa bỏ, chỉ để trái trong thân và gần mặt đất để cây không bị gãy cành và trái được đầy đặn. Thì hiện nay Vườn Ươm Hải Đăng đang cung cấp cây giống mít Thái, cây giống chuẩn không sâu bệnh. Cây giống trồng trong bầu ươm với chiều cao từ 35 đến 40 cm. Cái hình thức đặt hàng thì quý khách liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0966446329 để được báo giá. Cái hình thức thanh toán thì quý khách đến tham quan mua cây giống tại địa chỉ ngách 68 trên 45 ngõ 68 đường Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội và thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Quý khách ở tỉnh xa thì thanh toán qua tài khoản ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội, chủ tài khoản là Nguyễn Thị Khuyên, số tài khoản 0011 003 732 933. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.